cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa. Tại sao vì chẳng thấy sắc nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc, vì chẳng thấy thọ tưởng hành thức? nên gọi là chỉ rõ tướng của thọ tưởng hành thức. Tại sao vì chẳng thấy nhãn xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của nhãn xứ? Vì chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của nhi tĩ thể thân ý xứ. Tại sao vì chẳng thấy sắc xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc xứ? Vì chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ nên gọi là chỉ rõ tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ. Tại sao vì chẳng thấy nhãn giới nên gọi là chỉ rõ tướng của nhãn giới? Vì chẳng thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc giới cho đến tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Tại sao vì chẳng thấy nhĩ giới, nên gọi là chỉ rõ tướng của nhĩ giới, vì chẳng thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của thanh giới cho đến tướng của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra tại sao vì chẳng thấy tĩ giới nên gọi là chỉ rõ tướng của tĩ giới vì chẳng thấy hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra nên gọi là chỉ rõ tướng của hương giới cho đến tướng của các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra tại sao vì chẳng thấy thiệt giới nên gọi là chỉ rõ tướng của thiệt giới vì chẳng thấy vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra nên gọi là chỉ rõ tướng của vị giới cho đến tướng của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Tại sao vì chẳng thấy thân giới nên gọi là chỉ rõ tướng của thân giới, vì chẳng thấy xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra nên gọi là chỉ rõ tướng của xúc giới cho đến tướng của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Tại sao vì chẳng thấy ý giới nên gọi là chỉ rõ tướng của ý giới? Vì chẳng thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp giới cho đến tướng của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Tại sao vì chẳng thấy địa giới nên gọi là chỉ rõ tướng của địa giới vì chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới nên gọi là chỉ rõ tướng của thủy hỏa phong không thức giới Tại sao vì chẳng thấy vô minh nên gọi là chỉ rõ tướng của vô minh vì chẳng thấy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não nên gọi là chỉ rõ tướng của hành cho đến tướng của lão tử sầu than khổ yêu não tại sao vì chẳng thấy bố thí ba la mật đa nên gọi là chỉ rõ tướng của bố thí ba la mật đa vì chẳng thấy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên gọi là chỉ rõ tướng của tịnh giới cho đến tướng của bát nhã ba la mật đa tại sao vì chẳng thấy Pháp không nội nên gọi là chỉ rõ tướng của Pháp không nội, vì chẳng thấy Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Nên gọi là chỉ rõ tướng của Pháp không ngoại Cho đến tướng của Pháp không, không tánh, tự tánh Tại sao? Vì chẳng thấy chân như Nên gọi chỉ rõ tướng của chân như Vì chẳng thấy Pháp giới, Pháp tánh Tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác Tánh bình đẳng, tánh ly xanh Định Pháp, trụ Pháp, thật tế Cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ Nên gọi là chỉ rõ tướng của Pháp giới Cho đến tướng của cảnh giới bất tư nghỉ tại sao vì chẳng thấy thánh đế khổ nên gọi là chỉ rõ tướng của thánh đế khổ vì chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo nên gọi là chỉ rõ tướng của thánh đế tập diệt đạo tại sao vì chẳng thấy bốn tịnh lự nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn tịnh lự vì chẳng thấy bốn vô lượng bốn định vô sắc nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn vô lượng bốn định vô sắc tại sao vì chẳng thấy tám giải thoát nên gọi là chỉ rõ tướng của tám giải thoát vì chẳng thấy tám thắng sứ chín định thứ đại mười biến sứ nên gọi là chỉ rõ tướng của tám thắng sứ chín định thứ đại mười biến sứ